hôm nay là ngày mình chuyển nhà căn nhà này gắn bó với mình 3 năm rồi hôm nay chuyển đi cũng rất là tiếc luôn mình tạm tạm thời xa ngôi nhà này một thời gian ngắn dịch vụ chuyển nhà ở hàn quốc rất là tiện lợi khi mà mình muốn chuyển nhà thì một người sẽ đến đây đến ngôi nhà của mình đang sống và họ xem họ xem là nhà mình có bao nhiêu phòng rồi đồ đạc nhiều hay ít bao nhiêu thì người ta sẽ ước lượng cái số tiền mà mình À, phải trả. Người ta đến tự làm hết cho mình, tất cả đều để yên hết như là cái cuộc sống của mình hàng ngày thôi chứ mình không có chuẩn bị ha. Hồi xưa mình có chuyển nhà một lần á thì mình không có biết á, mình tự chuẩn bị hết luôn, mình tự gói hết luôn thì rất là cực luôn nhưng mà lần này á thì là mình uh, thuê hẳn cái dịch vụ chuyển nhà kèm gói đồ luôn cho mình đó. Mình thấy cái dịch vụ này nó cũng không quá đắt đâu, tại vì uh, tự mình làm thì nó cực lắm còn mà mình thuê như vậy là người ta làm chuyên nghiệp á, người ta làm rất là gọn gàng sạch sẽ và khi đến nhà mới á thì người ta sẽ bỏ đồ ra rồi người ta sẽ gắn lại cho mình ví dụ như là màn á, mình gắn ở đâu gắn ở chỗ nào rồi tivi thì mình để đâu rồi tủ lạnh á thì có sẵn là mình để đó thì ví dụ quần áo tủ quần áo thì nó khác á thì mình để như thế nào thế nào mình nói là họ làm hết cho mình luôn cái vườn bích trước cửa nhà mình bây giờ nó ra hoa quá trời nhiều luôn cái mùa này là mùa hoa bích đi ngang á thơm phân phản phân phản luôn đặc biệt vào buổi tối nha buổi tối mình đi ngang thì nó rất là thơm mùi hoa hoa quýt màu trắng rất là đẹp ha tạm biệt vườn quýt thân thương mỗi năm đều bốn uh, mùa đừng được ngắm hoa nè hoa quýt nè rồi uh, có trái xanh đó thì mình cũng được ngắm trái màu xanh rồi khi mà đến mùa thu tháng 10 tháng 11 thì mình lại được ngắm cái trái quýt màu vàng ôm của đảo Chê Chu tạm biệt con đường đã gắn bó với gia đình mình 3 năm con đường này là đi đi học hàng ngày nè hy vọng là sẽ có một ngày mình quay trở lại